hình riêng cho phân khúc xe hạng sang. Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng dàn xe sang trọng nhất trên thế giới như R8, A5, A4, Q3. Đặc biệt là chiếc A3, át chủ bài của Audi tại Việt Nam Motor Show năm 2013. Thiết kế của chiếc Audi A3 là sự kết hợp giữa concept xe 3 khoang, khoang động cơ, khoang chở khách và khoang chứa đồ, truyền thống và dáng vẻ của một chiếc cúp. Khoảng cách từ đầu xe tới trục trước ngắn cùng đường gân bên sườn xe phá cách một cách mạnh mẽ là những điểm nhấn hết sức đặc biệt. Đường gân trên các cửa càng năng động hơn, hoàn hảo hơn. Mẫu xe thể hiện cá tính riêng.